morning. How are you today? I'm sleepy. You're sleepy? Yes. Really? I thought that you always wake up very early in the morning. Yeah. What time did you get up today? Eight o'clock. What do you do? From 8 to 9 o'clock, okay? From 8 to 9 o'clock, what were you doing during that time? I have breakfast. Yes. So you always have breakfast before studying, before my class? What? Do you always have breakfast before my class? Do you always have breakfast before my class? Before meeting? No. So why do you take that time? Why did you take that time for sleeping longer? Why did you not? Okay. Why did you not sleep until 8:45, for example? I don't know. Yes. I woke up at 8:45. You know, 8:45. 15 minutes ago. I woke up 15 minutes ago. Understand? Cô dậy lúc 15 phút trước. I woke up 15 minutes ago. Nghĩa là gì đây? Cô đã thức dậy lúc 15 phút trước đúng không? Vâng. Yeah. Thế có nghĩa là như nào nhỉ? Tại sao bạn không dựng ngủ đến tận 8 giờ 45 phút đúng không? Con không ngủ được nữa, đến giờ nó dậy. Nhưng mà mình lại bị feel sleepy. But you feel sleepy? You feel sleepy? Vâng. Oh, really? No. So, thế là bạn vừa mới hỏi cô là cô cảm thấy sleepy à, hay là bạn bảo là bạn sleepy cơ? A little. Vừa đây cô nghe thấy bạn bảo là bạn sleepy mà đúng không? Is that right? You cannot hear me? Oh, sorry. Number one, can you tell me the answers? Number one. I am not able to ask you. Yes. Number two. Okay.
I will give you 3 minutes to look through the questions, all the questions, okay? And then you will give me the answers. Yeah? Now, take your time, give you some minutes. Look through all 8 questions and then come back to me with your answers, okay? Read all the answers. What? Now, are you ready to answer? Are you ready to do this exercise now? Are you ready? Yes. Okay, so number 2. Yes. I'm not asked to ask you. Okay, number 2. This book is not as interesting as that one. Yes, number 3. This summer is as hot as last summer. Number 4. Yesterday is what as sunny as today. Yes, number 5. I think that my essay is as good as yours. This is essay, okay? Essay. Essay là okay. Bài luận văn. Okay. Number 6. Cái lực là fierce nhá. Fierce là dữ ấy. Dữ. My dog. Yeah. Isn't as fierce as it appears to be. It appears to be. I try to pronounce the S sound, okay? It yeah, appears indeed. To be. Appears. Appears. Yes. Now number 7. If the Norway days are not as active as they used to be. Yes, number 8. Watching movies not as entertaining as reading books. Entertaining. Yes, entertaining. Entertaining. Okay. Entertaining. Now here. I will give you 1 minute, okay? 1 minute to look through all the answers now. Look through all the answers in 1 minute. Number 1 is my house is different from yours. Yes, from yours. Very good. Now 2. Number 2 is my mother's favorite food is different from mine. Yeah, from mine. Okay. I will. My best friend personality My best friend personality. Personality isn't as strong as my personality. Oh, a person isn't as strong as is different from different from mine. Mine, yeah, mine. Nhớ là phải mine nhé. Mine là gì đấy? Đại từ.
sở hữu nha. Dùng đại từ sở hữu ở đây. Life in countryside is different from life in city. Yeah, that's right. Very good. Câu này chính là câu trong sách. It's quiet. I don't know. It's different from life in the city. Land school is different from Huệ. Yeah, Huệ phải là như different from Huệ. Thêm s. Thế bạn đọc là gì? Land school is different from Huệ. Huệ. Okay, nào. Huệ. Yeah. Cái đọc lại cả câu xem nào. Đọc lại cả câu xem nào. Land school is Land school is different from Huế. Yeah, right. Đọc rõ từng từ nhé. Okay. Okay, great. Now today we have some exercises for revise. Let's review. Okay, review. Nào, bây giờ nhá, cùng một bạn làm cho cô bài này, với bạn nhìn qua trước đi, nhìn qua, ví dụ mỗi bài cô sẽ đều cho nhìn qua 1 phút đến 2 phút trước khi làm. Và sau đó nhá, công việc đầu tiên của mình là mình phải đọc cả câu này lên, đọc thật là rõ ràng và cố gắng đọc chuẩn nhất có thể nhá, chuẩn từng âm một. Sau đó đọc xong cái phần này rồi thì bắt đầu chọn từ để điền vào nhá. Ok. Vâng. Luôn luôn nhá, đọc câu hỏi trước, đọc tất cả câu hỏi trước, đọc to câu hỏi lên, đọc thật là rõ và đọc cố gắng đừng mất âm nhá, tất cả các âm gì của người ta thì mình sẽ đầy đủ hết nhá. Đấy, rồi bắt đầu mình sẽ đọc câu trả lời là gì, chọn đây bốn cái này. Các bạn có thể nhìn qua bài 1 và bài 2 nhá, nhìn qua trước 1 phút. Number 1, toothpick, a pen chose by something being wrong with one of your teeth. Yeah, your teeth. Right. Number 3. Oh, number 2. Stomach ache, pain in your stomach. Stomach. Okay, number 3. Sorry. Number 3. Earache, a pain in the inside part of your car. Your ear. Your car. Are you sure? So you will have earache in a car. Okay. Now number 4. Number 4, flu, a problem which is like very bad cold, but which causes a temperature. Now listen to me very carefully, okay? A problem which is like a very bad cold, but which causes a temperature. Causes. Again, one more time, the whole sentence. Flu, a problem which is like a very bad cold, which causes a temperature. Yes, but which
causes a temperature. Just speak clearly and slowly, okay? Clearly and slowly. Now number two, Number one is headache. Yes, picture number two. Picture number two is sunburn. Number three. Number three is flu. And four. Number four is toothache. Very good. Now, I will give you 1 minute, okay? 1 minute là mấy phút nhỉ? Một à? Một phút bạn đọc qua hết cả tất cả các cái đọc qua trước khi để rồi mới làm nhé. Qua hết câu hỏi trước đi. Đọc nhầm trước đi, đọc nhầm trước tất cả các câu trước rồi để chọn cho nó chuẩn. Okay, are you ready? Are you ready now? Yes. Okay, number one. Number one is A. Yes, can you read it aloud? Read A aloud. Teenager. Yes, teenager. Yes, B. Together. C. You. Guess. Guess. Yes. Yeah, guess. Yes. Có nhớ từ guess là gì không? Ở bài 5, ở bài 4. Đoán à? Đoán, đúng rồi. D. Regular. 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 Regular là tính từ, là sự đều đặn, à là đều đặn đấy. Cho thường xuyên đều đặn. Vâng. Nào, number 2. C. Number 2 is D. Now here. Meet. Reader. See, and this is realize, realize. Đây là, cái này là gì nhỉ? Meet, âm y dài này. Reader, âm y dài này. See, âm y dài này. Còn đây là realize, realize là âm ear. Đây là ear là gì? Là một, ear là một, gọi là gì nhỉ? Âm đôi. Đây là âm đơn. Đấy, âm y dài, còn đây là âm ear, realize, yeah, okay, realize. Now, can you read this? Realize, realize. Realize. Yeah, realize, 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 yeah, okay. Number three? Number three is B. B, yes. How can you say this word? How can you pronounce this? Our. Yeah, our, good. And this? Horrible. Yes, what is horrible? They're very, very bad. Horrible, like, it's like terrible. What is that? Oh, there. Yes. And this, can you read this? 100. And this? Oh. Okay, great. Now, number four.
Number four is C. C, yes. Now, how can you pronounce this word? Future. Yeah, future. And how about this? A. March. And this? Dra. And this? Buffalo. Yeah, buffalo. What is a buffalo? I don't know. You don't know really? Yeah. This is the symbol. Okay? This is the symbol animal of Vietnam. What is that? Châu. Yeah, right. Phải nhớ cái này nhá. Không phải đến mình còn nhớ con này là con gọi là như kiểu con thú linh vật của Việt Nam đấy, con trâu. Ok, con trâu đấy. Rồi chắc hồi đấy bạn có chưa đẻ đâu, cái hồi mà SEA Games năm 2007 có con trâu vàng SEA Games ấy, bạn biết con trâu vàng SEA Games chưa? Đấy, buffalo ấy. Ok, có. Yeah, that's right. And how about drug? What is drug? Drug is like a medicine. It's like a medicine. You know medicine? Yeah. Yeah, so what is drug? Thuốc à? Thuốc, đúng rồi, yes. Biết thêm một số từ nhá. Drug là thuốc này. Những từ này là cực kỳ xuất hiện nhiều vì nó rất thông dụng. Drug là thuốc này. Buffalo là con trâu nhá. Now number five. Number five is... C. C, yes. How do you pronounce C? Sugar. Sugar, right? Sugar. How about A? Sugar. A. Can you tell me A? Can you read A aloud? How to pronounce this? Serious, okay, not serious, okay. Serious, symptom, yeah, serious, symptom, sugar, and sauce. Thế thì cái sự khác biệt ở đâu? Sugar thì như nào? Serious, okay, symptom, and this is... S như nào nhỉ? Sh như nào? Thở nặng ấy, sugar, okay, sugar, còn đây là các từ này là gì? Sauce, symptom, serious. Thế thì bây giờ nhé, what is symptoms? Do you know this word? What is symptom? Vấn đề à? Not really. Người biết vào từ này nhá, từ này nó sẽ liên quan đến bài 2. Symptom là triệu chứng. Right. Những cái từ nào nó sẽ liên quan đến bài học là đều viết lại nhé. Serious là tính từ này, nghĩa là nghiêm trọng. Viết luôn vậy nhá, nghĩa là ví dụ serious symptom thì nghĩa là gì? Triệu chứng nghiêm trọng. Cái bài này sẽ liên quan đến unit 2 là unit nói về sức khỏe đúng không? Các cái từ này. Serious. Wow. Serious. Finish. Okay. Now you can say serious and symptom. And this sauce, do you know sauce? Yes or no? Do you know this word? Do you know KFC? Do you know KFC restaurant? KFC. What? Do you know KFC? Like chicken? KFC? KFC, do you know KFC? Or BBQ? They are restaurants. Yes.
Yes, and when you go to KFC or BBQ restaurants, okay? Yes, besides the chicken, they give you tomato sauce. So what is sauce? Yes. What is sauce? Soda. The salt, rồi. Yes, right. Tôi ghi hết từ vào nhá. Nước sốt à? Đúng rồi, nước sốt, bạn không nghe được cô nói. Nước sốt đấy. Sauce là sốt nhá. Dựng nước mắm của mình thì là mắm cá đúng không? Thì là fish sauce. Thêm một số... Bây giờ nhá, bạn sẽ nhìn qua từ câu 1 đến câu 6 đi. Từ câu 1 đến câu 6 nhá. Nhìn qua trong vòng 1 phút. 1 phút sau cô sẽ hỏi nhá. Ok. Rồi ạ. Ok, great. Number one. Number one is scenes. No, number one is I know four. Yes. Can you distinguish the difference between using for and scenes? Bạn đã phân biệt được cái sự khác biệt giữa sử dụng for và scenes chưa? Vậy mình viết lại một lần nhá. For cộng một khoảng thời gian là như nào, ví dụ này 10 năm xong hay là 20 năm hay là 3 ngày hay là 4 ngày đấy, kiểu thế. Còn since cộng một mốc thời gian là một mốc thời gian à? Đúng rồi, như nào, ví dụ một năm cụ thể. Như là gì đây nhỉ? 1998 này, hoặc là yesterday này, hay là last month này. For là cộng một khoảng thời gian nhé, một khoảng thời gian. For since là cộng một mốc thời gian. Ghi lại nhé, để không bị quên nhé. Last month hoặc là gì? Where hoặc là gì nhỉ? Since I was a kid chẳng hạn. Đấy, một mốc thời gian nào đó. Rồi ạ. Ok. Can I clear the screen now? Can I clear the screen? Number two. Eight. Oh, no. Can you see for 5 years? Of see? Yes. C. Number three. C, yes. You see scenes here, so C. Yes. Now number four. Number four is A. A, yes. Yesterday. Number five. Number five is C. C, yes, right. Nhớ học thuộc mỗi câu như này nhá. Mỗi câu này phải thuộc nhá, nghĩa là it is, mỗi câu chủ ngữ giả. It is cộng với gì đây? Tính từ cộng với to verb là rất như thế nào đó để làm gì. Bạn nhớ chưa?
Mỗi câu này là bạn phải hiểu vợ. It is tính từ này cộng to verb là rất, thế nào đó, để làm gì. Thế nghĩa là rất. Câu 5 dịch cho cô. It is dangerous to drive quickly. Nghĩa là gì đây? Bạn thể dịch câu 5 không? Hello, can you hear me? Em nghe đi ạ. Dịch cho cô câu 5 nhá. Dịch cho cô câu 5. Vâng, cái mẫu của cái chữ quản lý. What? Dịch cho cô câu 5 đi. Number 6 is... Dịch cho cô câu 5. Hello, can you hear me? Hi, can you hear me? Lái xe nhanh rất nguy hiểm à? Rồi, ok. Now number 6. I like talking to my friends in my free time. Ok. Bạn có thấy bị nghe khó không? Mình bị có nghe, nghe có khó không? Nghe âm thanh ấy. Con có nghe được cô nói không? Có nhưng mà hơi giật ạ. Giật ạ? Hôm nào cũng giật hay thỉnh thoảng thôi? Con sang bên nhà em họ thì chắc bên này mạng kém hơn một tí. Ở bên con cô thì vẫn nghe bạn rõ nhưng mà thỉnh thoảng bạn cũng bị đứng hình tí. Nào bây giờ làm bài này nhá. Match 1 với cả 1 2 3 4 5 với cả A B C D E. Có thể bây giờ con đang ở nhà của con hay nhà của em nha con? Con đang ở nhà của con à? Hay là nhà của em? Em à? Nghĩa là ở nhà, mạng nhà con tốt hơn đúng không? Mạng nhà con tốt hơn đúng không? Vâng. Yes, that's good. Nào bây giờ bạn làm cho cô bài này nhá. Nào, number 1. Number 1 is D. Yes, donate. Donate what? Donate. Read aloud. Read aloud. Donate blood. Yeah, okay, number 2. Half temperature. No. Cái bảng ý, mình phải nhìn vào cái bảng. Có nhớ cái bảng ở unit 2 không? Cái bảng ở unit 2 ý. Half flu. Yes, half flu. Vừa. Nào, tiếp nào. Half flu. Number 3. Half a temperature. Yes, number 4. Have eggshell. Now, have eggshell. Eggshells. Have eggshells. Okay, number 5. Paint a mural. Paint a mural. 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 Okay. Mural. 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 Yes. Mural.
Nào bây giờ bài này là bài chia động từ nhá. Bạn sẽ có 30 giây. Ok, 30 giây nhìn qua bài này đi. Nào bài chia động từ. Now, number one is the writing. Okay, number two. Number two is when. Yes. Number three. Number three is half life. No. Have lived. Lived. Cái này đọc là động từ nhá, động từ là live, ok, live. 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 Live, yes, live. Live. Now again, live. Live. Yes, live. Now number four. Number four is tech. Yes, tech. Good. Mình nhớ lại như chụp ảnh là take photos. À, bây giờ bài cuối cùng nhá, bài cuối cùng để hết cái bài kiểm tra này nhá. Bạn làm cho cô câu này đi. À, cho mình sẽ có khoảng 3 phút làm bài này nhá. 3 phút làm bài này. Okay. Now number one, how do people often feel when they volunteer? How do people feeling of fulfillment? Now, they feel satisfied and proud. They feel satisfied and proud. Yes.
Đây câu 1 nhá, người ta hỏi là mọi người cảm thấy như thế nào khi họ làm từ thiện đúng không? Đấy, thế thì phải là they feel satisfied and proud ạ. Now number 2, how can your family benefit from doing volunteer? Thế là cái gia đình bạn ấy, gia đình có lợi ích gì khi mà làm từ thiện đây nhỉ? Làm tình nguyện có lợi ích gì cho gia đình à? Đúng rồi, gia đình thu được cái lợi ích gì khi mà làm tình nguyện? Là bạn tìm trong bài đọc đi câu nào đấy. Chỗ nào? Volunteer is great right to for family to have fun and closure. Yes. Now, it's 3. Why don't some people have time to volunteer? 3. Many people say they don't have time to volunteer because they have to work and take of their families. Sorry. Now number 4, how can your family help the old homeless people? Your family can make and donate give blanket for the old homeless people on holiday. Yes, number 5. Is collecting rubbish in the neighborhood an example of volunteer work? Yes or no? Yes. Thì mình trả lời yes gì? Yes. It is. Okay, yes it is. Nghĩa là những bạn nhớ nhá, những câu hỏi mà nó bắt đầu bằng to be này. Câu hỏi mà bắt đầu bằng trả lời là đúng sai. Đúng rồi. Hoặc là gì? Do, does, get, have. Đấy, nói chung là các trợ động từ và các động từ to be đúng không? Thì là trả lời yes hoặc no. Nhưng mà khi yes hoặc no thì bạn nhớ phải có chủ ngữ cộng với to be hoặc là trợ động từ nhá. Là yes it is hay là yes it does. Nhớ nhá. Ok. Hear me. Rồi. Rồi, thế thì hôm sau nhá. Bạn muốn học sang luôn unit 5 hay là vẫn tiếp tục ôn? Hay là vẫn tiếp tục làm một bài test như này? Bây giờ làm gì cơ? Cô bảo là ngày mai, tomorrow, ok, nghe thấy không? Ngày mai. Ngày mai. Ừ, con cảm thấy muốn làm bài ôn tập như thế này tiếp hay là sang luôn bài mới Unit 5, Unit 5? Chắc là ôn tiếp một bài như này. Ôn tiếp nốt một bài như này xong mai thứ mấy nhỉ? Thứ tư đúng không? Mai mình sẽ ôn tiếp nốt một bài như này và sang thứ năm mình sẽ sang unit mới nhá. Ngày mai. Được. Hôm nay cô không cho bài về nhà nữa đâu. Cô nghĩ là bạn cũng đang trong thời gian nghỉ. Hôm nay cô không cho bài về nhà nhá. Ok. Nghe thấy không? Được. Hôm nay cô không rồi. Đấy.
Thì hôm nay về nhà bạn có thể ôn nốt các cái gì mà của câu bài 4 nhá, các cái từ mới các thứ thì bạn ôn nốt đi nhá. Ok, thank you so much. Goodbye, see you tomorrow. Goodbye. Goodbye, see you again. Yes.